Xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương nên ấm u con ngày đêm, nhuận thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho buổi tiệc ngày hôm nay, chúc lành cho tất cả anh chị em chúng con khi đến nơi để nhà được bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Happy birthday to Yeah, okay. Thank you. Chị những cái món rất là ngon dưới trên đó đó là chị phải không á, là Hương đọc YouTube mà làm trên đó bánh da lợn đó, thức suốt đêm á. Sau hú đó là những cái chén là em phải rửa 4 tiếng. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều nha. Khi sinh đời bố củng cố đời con. Em cũng có các bạn từ hãng ở dưới kia ngồi dưới kia. Họ đang bàn về chính trị. Nói chuyện về Biden và Trump. Cái kia đó, yeah, đó. Có Biden ngồi dưới kia, thấy chưa? Đó. Những tay này. Chém mặt luôn đó, thấy không? Biden luôn. Không, mà phải công nhận cái mình chơi ở đây nó lạ ha. Cái vườn lan chưa bao giờ thấy anh ta không? Đó, ồ. À chạy. À. Bà xã của anh Đăng Tuấn đâu ha? Anh Tuấn trên đó anh, dạ rất là dễ thương, dạ. Đăng Đăng, đây, mình anh biết tại sao không? Cái bữa ngày hôm nay á, cái ý nghĩa chính á, là chúng ta biết là bé Mai, nó là không có cái gì mà xa lạ hết, nhưng chính đó là sự hiện diện của Father Cường. Đó là lý do tại sao mà cái vườn lan ở đây nó đẹp như vậy. Và chúng ta có mặt ở đây là lúc nào chúng ta cũng nghĩ tới Father Cường. Yeah. Cái video này, lời cầu nguyện và cái enjoy cũng Father Cường nha. Say hi to Father nha. Hi Father. Lúc nào cũng nhớ tới Father hết. Yeah. Rồi. Father. Ơn Chúa bao la bao la. Rơi xuống đời con mênh mang miên man, con đỡ đồn con trong tay vòng tay thương mến. Tặng cho bài hát này. Đời có Chúa em trôi, có Chúa cùng con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Rồi, vỗ tay một bài, vỗ tay dài. Rồi, cảm ơn anh Thắng nhiều lắm. Tất cả mọi người, thôi mời anh chị, tất cả mọi người ra dùng bữa nha. Bữa này là đặc biệt traditional. No outside, just only home cooking. By my mom, by kimchi, by... đâu ơi, chị gì đâu ơi, chị Chi. Ồ, cái người đẹp đó cũng làm một cái món rất ngon. Đó, cho chị Chi một tràng, vỗ tay. Thank you Vĩ, thank you Bá. Dạ, yeah, tên là Nguyễn Hà Bá. Dạ. Yeah. Ok. Giờ mời chị Vinh với tất cả mọi người. Dạ, yeah, rồi. Rồi.